Cô Hồng xin chào tất cả các con. Hôm nay cô Hồng rất vui mừng được gặp lại các con trong cái chủ đề nói chuyện về các danh nhân vĩ đại của thế giới. Một trong những người đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh thì hầu như cô Hồng và tất cả các con hay tất cả bất kể ai hay của một người dân trên đất nước Việt Nam thì hầu như ai cũng biết. Và nhưng thực sự cô Hồng cũng như tất cả các con không phải ai cũng hiểu tường tận về cuộc đời sự nghiệp cũng như những cái tính cách mà chúng ta học tập được từ con người của bác. Thì trong cái câu chuyện này thì cô Hồng cũng có một câu chuyện vui kể cho các con. Đó chính là con trai của cô Hồng. Hồi bạn ấy học lớp mẫu giáo ấy, thì có hôm bạn ấy đã về kể cho cô Hồng nghe là như thế này: mẹ ơi, hôm nay cô giáo nói về bác Hồ. Thì cô giáo có hỏi là bác Hồ ở đâu nhỉ các bạn? Thì có bạn trả lời là bác Hồ ở trong lăng. Và con trả lời là bác Hồ ở trên tiền. Thì cô thực sự khi mà cô nghe được cái câu trả lời này thì cô thấy cũng rất là thú vị, bởi vì thực sự là bác Hồ của chúng ta được in trên những đồng tiền. Và thực sự thì là con trai cô từ nhỏ thì cũng bạn ấy cũng đã được tiếp xúc với tiền rất là nhiều, bởi vì cô Hồng trong cái việc mà về chi tiêu, về cách các cái học tập, về chi tiêu, về tài chính liên quan đến tiền thì cô Hồng cũng rất là cởi mở, và cô Hồng cũng đã cho bạn ấy tiếp xúc về việc mua bán và tiếp xúc với tiền từ rất là sớm. Và cô Hồng không giấu giếm về cái việc này, bởi vì trước sau thì các bạn cũng cần phải học cái điều này. Do đó thì bạn ấy cũng đã tiếp xúc với tiền rất là sớm, cho nên bạn được tiếp xúc nhiều hàng ngày thì bạn ấy quan sát thấy được rằng là bác Hồ của chúng ta được in trên những đồng tiền. Thì đây là một cái điều thực sự là cô Hồng cũng thấy rất là thú vị, là cái khả năng quan sát của con trai cô. Và bác Hồ của chúng ta thì đã được in trên tiền, và hiện nay thì nhiều người lớn cũng có những cái câu đùa là bác Hồ của chúng ta đi đến đâu ấy thì mang lại ấm no hạnh phúc. Ý là khi mà đồng tiền đi đến đâu thì mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho con người ở đó. Thì cô thấy một cái ví von như này thì cũng khá là thú vị, và nó gần như nó cũng tương xứng, bởi vì là thực sự là những cái gì mà bác Hồ mang lại cho chúng ta nó tương tự như những cái giá trị mà đồng tiền mang lại cho chúng ta. Thực sự nó là như thế, mà cũng không phải lý do gì mà tất cả những cái vị lãnh tụ hoặc là những cái người mà giúp cho con người ở một cộng đồng đó thì sẽ được in trên đồng tiền của quốc gia đó. Việt Nam thì bác Hồ chúng ta được in trên đồng tiền, còn ở Mỹ thì chính là lãnh tụ Washington, đúng không? Thì những cái người mà tạo ra cái giá trị to lớn, làm thay đổi cả một cái cộng đồng cũng như một cái dân tộc hay một quốc gia đó, thì cái quốc gia đó sẽ sử dụng cái hình ảnh của người đó in trên đồng tiền. Vậy thì bác Hồ của chúng ta đã có những cái đóng góp giá trị lớn lao như thế nào, và chúng ta với một cái con người vĩ đại như thế, chúng ta học tập được những cái điều gì từ bác Hồ của chúng ta, thì chúng ta cùng đi tìm hiểu nha các con. Bác Hồ sinh ra trong thời kỳ đất nước ta bị người Pháp đô hộ, có nghĩa là đất nước của người Việt Nam nhưng người Pháp lại là người lãnh đạo cầm quyền, hay là người nắm giữ bộ máy chính quyền, là luật pháp, quân đội và hệ thống quản lý của một nhà nước. Khi đó người dân của ta thì đói khổ, cơm không có để ăn, áo không đủ ấm. Đàn ông muốn được sống bình thường, tự do thì phải nộp thuế, gọi là thuế thân. Điều này thể hiện trong các tác phẩm văn học như Chị Dậu, Lão Hạc. Chị Dậu không có tiền nộp thuế thân cho chồng, nếu không nộp sẽ bị bắt đi tù, làm khổ sai tại các đồn điền công nghiệp cho Pháp, làm không công, nên chị Dậu phải bán đi cả đàn chó và đứa con gái của mình để lấy tiền nộp thuế thân cho chồng.
Các con thử tưởng tượng như bây giờ các con đang sinh sống với bố mẹ các con, mà giờ bố mẹ các con phải bán các con cho người khác để các con làm con ở, tức là phải lao động, dọn dẹp, hầu hạ người khác để cha mẹ có tiền đóng thuế cho nhà nước. Nếu không, cha mẹ sẽ bị bắt đi tù. Và cái video ở dưới chúng ta xem thể hiện cái điều này. Lại đây chị bảo. Dần không thương Bu à? Chị đã dặn Dần không được quấy Bu cơ mà. Khoai đây, ăn đi. Còn chỗ này chị để phần thầy. Chốc nữa thầy về thầy ăn. Cấm không được ăn vèn vào. Ăn quên mãi chán lắm. Bu ra ăn khoai để còn có sữa cho em con bú. Sao tay bu phải buộc rẻ thế? Người ta đánh bu đau lắm mà. Sao bu lại khóc? Bu ra ăn khoai đi. Từ sáng đến giờ bu đã ăn gì đâu? Con ăn cho no đi. Con chỉ còn được ăn ở nhà một bữa này nữa thôi. Thế sao con ăn ở đâu hả bu? Ngày mai con phải sang nhà cụ Nghị bên thôn Đoài. Trời ơi, bu bán con thật là bu. Dần ơi, bu bán chị đi rồi. Bu bán con đi, ai trông nom các em con? Bu bán chị đi đâu, chị Thí ơi. Chó để lấy tiền đóng siêu cho thầy. Thế là chị được ở nhà với Tiểu, với Dần rồi. Thôi, con đưa em cho Dần rồi đi mới Phu. Con bán Bu, con lại Bu. Bu đừng bán con, tội nghiệp con lắm. Con ơi, phải tội mình trời. Bu đành chịu, chứ Bu đẻ con ra, Bu biết từng khúc ruột. Bu ơi, Bu đẻ con ở nhà em. Chỉ như vậy thôi, các con cũng đủ hình dung ra nỗi thống khổ của người dân nước ta thời kỳ đó. Nhìn thấy người dân Việt Nam ta khổ cực, lầm than. Như vậy, Bác Hồ của chúng ta đã đặt ra một câu hỏi lớn. Làm cách nào để đất nước thoát khỏi cảnh này, để người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành?
Điều này đã lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của bác, và tiềm thức của bác đã dẫn dắt bác đến một quyết định là ra đi đến phương Tây để tìm hiểu và học hỏi và tìm ra con đường làm cách nào để trả lời câu hỏi lớn trên. Khi bác quyết định ra đi, lúc đó bác là một thanh niên bước chân lên con tàu của Pháp với hành trang là bàn tay trắng, không có tiền, không biết ngoại ngữ và đến một đất nước xa lạ. Việc đó với một người bình thường thì cái việc sống sót để mưu sinh còn khó, đừng nói đến lý tưởng khác. Nhưng với một khát khao cháy bỏng lớn lao đã tạo ra động lực để bác bước chân lên tàu, vượt qua tất cả sự sợ hãi và vận mệnh của một đất nước, của một dân tộc và hàng triệu con người đã thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn nhờ một bước chân đó, nhờ một quyết định đó. Vậy ở đây chúng ta đã học hỏi được bác Hồ kính yêu của chúng ta. Đó chính là một suy nghĩ lớn, một mục tiêu lớn và mục tiêu thật là cao cả, tốt đẹp. Trong quá trình bôn ba ở các nước châu Âu, bác đã không ngừng nỗ lực để mưu sinh và học hỏi, tìm kiếm câu trả lời cho mục tiêu lớn của cuộc đời bác là con đường cứu nước, cứu dân. Bác đã không ngừng học tập, mặc dù để sống bác phải làm việc vất vả, các công việc như phụ bếp, đốt lò hoặc cào tuyết. Lúc đó công việc vất vả, bắt kiệt sức lực, người thì đẫm mồ hôi, chân tay thì lạnh cóng. Sau giờ làm, người thì mệt rã rời, nhưng tối đến bác vẫn học ngoại ngữ và đọc sách. Bác Hồ của chúng ta đã biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Quảng Đông, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Điều đáng nói là tất cả các ngoại ngữ trên đều do bác tự học. Hàng ngày khi có từ mới, bác viết lên cánh tay, dán lên giấy, dán lên tường, chỗ nào dễ nhìn thấy để bác vừa học vừa làm. Bác đã nêu cao tinh thần tự học và học suốt đời. Bác nói Lenin của chúng ta đã từng khuyên: học, học nữa, học mãi. Chúng ta không phải có thầy đến thì học, không có thầy giám sát thì tranh thủ chơi. Phải tự học suốt đời, không ai tự cho mình là biết hết, biết đủ. Thế giới luôn đổi mới, chúng ta phải học để theo kịp thế giới luôn đổi mới. Các con thấy đấy, tất cả những người thành công trên thế giới đều có thói quen này. Bill Gates hay Warren Buffett mỗi ngày đều đọc 500 trang sách. Và việc đọc sách này diễn ra một cách bền bỉ, và học đi đôi với thực hành. Sau một quá trình học tập, lao động, nỗ lực tìm kiếm con đường giúp dân tộc mình, bác Hồ đã gặp được chủ nghĩa Mác Lênin ở cách mạng Nga. Và bác Hồ đã tìm thấy con đường cho dân tộc mình. Bác biết nếu dân tộc ta làm như cách mạng Nga thì cũng đạt được kết quả như vậy. Thế là bác đã bắt tay vào việc thực hiện. Bác của chúng ta hiểu rất rõ luật pháp và hệ thống quản lý của một quốc gia thuộc về giai cấp nào thì nó sẽ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của giai cấp đó. Luật pháp mà thuộc về người giàu thì luật sẽ bảo vệ người giàu và phục vụ cho người giàu. Điều đó có nghĩa là người nghèo cũng sẽ không được bảo vệ. Ví dụ như thời kỳ phong kiến, luật là do vua ban. Nếu một ông vua tốt thì sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân. Nếu một người vua không tốt thì sẽ đè nén, áp bức người dân để vua được sung sướng. Mà vua thì do dân tôn sùng và dựng lên. Để làm lãnh đạo
tập hợp, bảo vệ người dân. Vua không làm được việc đó thì vua cũng sẽ bị sụp đổ và vua khác lại thay thế. Đó là một quy luật của xã hội. Vậy Bác Hồ của chúng ta đã thấy nước ta thời kỳ đó như thế nào? Nước Việt Nam của chúng ta là của người dân Việt Nam, nhưng nhà nước, chính quyền, luật pháp lại do người Pháp nắm quyền. Thì đương nhiên cái hệ thống cai trị và luật pháp đó chỉ bảo vệ cho người Pháp, và người dân Việt Nam sẽ không được bảo vệ, bị đè nén, đàn áp, khổ cực. Đó là một điều tất yếu. Vậy con đường để người dân không bị khổ nữa là hãy giành lấy chính quyền. Muốn giành lấy chính quyền phải có một đảng lãnh đạo. Đảng chính là một tổ chức gồm những con người ưu tú, vạch ra cách thức, đường lối và tập hợp tất cả mọi người dân để cùng thực hiện một mục tiêu là giành lấy chính quyền, luật pháp và đất nước. Đây chính là người thuyền trưởng, một bộ não chỉ huy, và Bác chính là linh hồn của tổ chức đó. Bác đã học tập cách mạng Nga và bước vào triển khai tại nước ta. Vậy muốn tập hợp được người dân thì phải làm cách nào? Chúng ta phải tuyên truyền và bảo vệ lợi ích của người dân. Từ đó dân mới nghe theo, đi theo, làm theo và thậm chí là hy sinh. Và sau bao khó khăn, gian khổ, bắt bớ, tù đầy thì kết quả là chúng ta đã giành được chính quyền từ tay của người dân Việt Nam, loại bỏ được thứ dân Pháp ra khỏi bộ máy chính quyền của đất nước và tuyên môn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã là mốc son đánh dấu cái sự kiện này của dân tộc ta. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói đồng bào nghe rõ không, làm cho biển người bất ngờ, rồi thảo lên chào mừng thành phấn khởi. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lòng. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bắn lâm rừng cho Pháp, không đưa đường cho Pháp. Và công cuộc này không dừng lại ở đó, chúng ta đã phải đấu tranh bảo vệ cái việc này sau hơn 30 năm mới hoàn toàn độc lập. Và ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta đã hoàn toàn được giải phóng. Và thành quả là cuộc sống của chúng ta ngày nay, ai cũng được ấm no,
trẻ thì được học hành. Thậm chí cuộc sống của chúng ta hiện giờ là ăn ngon, mặc đẹp và giàu có. Luật pháp thì bảo vệ người dân, nhà nước thì lo cho dân. Ví dụ như hiện tại nước ta đang rơi vào cái khủng hoảng Covid, các bác lãnh đạo thì không còn vất vả đi nước ngoài ngoại giao vaccine và thuốc về để cứu dân. Thậm chí chúng ta còn đâu đó bắt gặp người dân của chúng ta hơi thái quá, mắng chửi công an, chính là những người nắm quyền điều hành luật pháp. Chúng ta có quân đội để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chúng ta có các chú công an để làm trấn áp những tội phạm, bảo vệ cuộc sống an toàn cho người dân của chúng ta. Để có tất cả những điều này, chúng ta phải vô cùng biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ và những thế hệ cha ông trước kia đã không ngừng nỗ lực hy sinh để thế hệ của chúng ta được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Vậy, một trong những bài học nữa mà chúng ta cần học tập ở Bác đó là gì? Đó chính là một tình yêu thương lớn lao đối với con người. Nhờ có tình yêu thương này nên đã làm nảy sinh ra những hành động tốt đẹp, một động lực to lớn giúp Bác Hồ kiến tạo ra những điều lớn lao cho xã hội, cho dân tộc của ta. Câu chuyện về tình yêu thương của Bác vừa to lớn vừa giản dị, đó chính là yêu thương đồng bào, yêu thương những người nghèo đói, bị áp bức, bóc lột. Khi mới giành chính quyền năm 1945, lúc đó nước ta rơi vào nạn đói, Bác đã đứng ra kêu gọi cả nước mở một cuộc quyên góp cứu đói. Trong thư động viên đồng bào cả nước, Bác viết: "Chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến những kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa, đem gạo đó cứu dân nghèo." Và đúng như những gì mình nói, Bác đã vô cùng gương mẫu thực hiện phong trào này. Tại buổi khai mạc của buổi quyên góp, Bác đã đem phần gạo nhịn ăn của mình quyên góp trước tiên. Tấm gương và việc làm của Bác đã khích lệ đồng bào cả nước hưởng ứng theo. Do đó, mỗi tuần cả nước đã quyên góp được hàng vạn tấn gạo cứu đói, giúp cho nhiều người nghèo vượt qua nạn đói. Một trong ba kẻ địch nguy hiểm nhất lúc bấy giờ là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Tình yêu thương của Bác không phân biệt ta, địch, người tốt, xấu. Trong chuyến viếng thăm nhà tù Hỏa Lò, Bác đã tặng họ áo khoác và ân cần nghe họ phân trần. Thậm chí Bác còn dưng dưng nói với các cán bộ rằng họ chỉ là nạn nhân của chế độ xã hội cũ. Bác còn căn dặn con Lạc, cháu Hồng thì ít nhiều ai cũng có lòng ái quốc. Đối với những người lầm đường lạc lối, ta phải lấy tinh thần nhân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết. Trong một bức thư gửi bà Susi trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Pháp, Bác đã viết: "Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau. Tôi nghiêng mình trước linh hồn của những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hy sinh tính mệnh. Tôi cũng ngậm ngùi thương xót những người Pháp đã tử vong. Thân ôi, trước lòng yêu thương bác ái thì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt cũng đều là người." Một lần khác, trong buổi tiếp các nhà báo, nhà khoa học của Mỹ và Mexico, Bác đã nói: "Đối với các ông có lẽ khó mà tin được rằng tôi không chỉ lấy làm đau lòng khi nhân dân Việt Nam bị giết hại, mà tôi cũng rất buồn phiền khi lính Mỹ bị giết. Tôi vô cùng thông cảm với nỗi đau của cha mẹ họ." Có thể thấy, Bác không chỉ xót thương cho đồng bào mình mà còn
dành tình yêu thương cho cả nhân loại. Vì vậy mà bác giành được sự kính trọng của không chỉ nhân dân Việt Nam mà của toàn thế giới. Như vậy các con thấy không, chúng ta học tập được những cái điều gì từ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta? Đó chính là cái tình yêu lớn lao, xuất phát từ một cái tình yêu lớn lao dành cho con người. Cho nên bác mong muốn, đã có những cái mong muốn vĩ đại là khi nhìn thấy người dân nghèo, đói khổ, bị áp bức, bị khổ sở, bị đàn áp của thế dân Pháp, bác mong muốn tất cả người dân của chúng ta thoát khỏi cái cảnh này, và người dân của chúng ta ai cũng được cơm no, áo mặc, các con tất cả ai cũng được học hành. Thì các con thấy không, năng lượng của tình yêu thương nhá, con người với cái năng lượng của tình yêu thương thì mọi người đó sẽ có những cái kiến tạo để tạo ra những cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, đúng không? Với năng lượng của tình yêu thương thì những cái mục đích của người ta là sẽ là mang lại cái giá trị cho cộng đồng, cho bản thân và cho tất cả mọi người. Thì cái năng lượng của tình yêu thương, của lòng biết ơn chính là cái gốc rễ để tạo ra những cái điều tốt đẹp. Còn cái việc mà chúng ta kiến tạo ra được cái mức độ lớn hay nhỏ, đấy là tùy theo cái mục tiêu của chúng ta đặt ra. Như Bác Hồ của chúng ta, như bình thường của chúng ta, như những người bình thường của chúng ta thì chúng ta chỉ mong luôn là mong ước là sao đời sống của bản thân của chúng ta nhận được sự tốt đẹp, đúng không? Nhưng Bác Hồ thì không như thế. Bác Hồ có một cái mục tiêu lớn hơn, không những bản thân Bác Hồ mà tất cả hàng triệu người con của dân tộc Việt Nam khi ấy cũng cùng được hưởng cái tốt đẹp, đó là ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng có được cái mưu cầu hạnh phúc, đúng không? Ai cũng được hạnh phúc. Thì bác đã đặt ra một câu hỏi lớn và đi tìm cái câu hỏi cho cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Thì chúng ta học tập ở bác khi mà chúng ta muốn mong muốn có một cái khi mà chúng ta có sẵn có cái năng lượng của tình yêu thương, thì chúng ta sẽ có những cái hành động tốt đẹp để kiến tạo ra những cái điều tuyệt vời cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Như vậy thì chúng ta để mỗi một cái bạn trẻ chúng ta để có được một cái cuộc sống tuyệt vời và có một cái cuộc sống gọi là có ý nghĩa, thì chúng ta nên trau dồi cái thực hành cái lòng biết ơn. Chúng ta nên thực hành cái lòng biết ơn về mọi thứ mà ta đã có, thì chúng ta sẽ nâng cao được cái tần số năng lượng của bản thân chúng ta, để đó là cái cơ sở để chúng ta có được cái cuộc sống tốt đẹp về sau này. Từ những cái năng lực của lòng biết ơn thì tất cả những cái hành động, những cái mục tiêu, những cái hành động và những cái công việc của chúng ta làm hàng ngày thì chính là những cái việc mà để tạo ra những điều tốt đẹp, thì đó chính là tiền đề cho một cái cuộc sống thành công, giàu có và hạnh phúc. Vậy thì cô Hồng rất là mong muốn các con hàng ngày hãy thực hành lòng biết ơn đối với cha mẹ này, biết ơn đối với thầy cô này, biết ơn với tất cả mọi những cái điều mà chúng ta có nhận được, biết ơn thức ăn này, biết ơn về trí tuệ, biết ơn các thầy cô này, biết ơn bạn bè này, biết ơn từ những cái việc biết ơn căn nhà này, biết ơn sách vở cho chúng ta về trí tuệ này. Thì
khi mà chúng ta rèn luyện cái lòng biết ơn hàng ngày đấy, thì chúng ta, bản thân chúng ta cũng sẽ có được cái năng lượng của tình yêu thương. Và cái năng lượng của tình yêu thương chính là cái năng lượng nó kiến tạo ra những cái điều giá trị nhất đối với con người. Và trên cái nền tảng của tình yêu thương thì cuộc sống của các con sẽ gặp được rất là nhiều cái sự bình an, hạnh phúc. Và trên cơ sở của tình yêu thương cộng với những cái khao khát và những cái suy nghĩ lớn thì cuộc sống của các con sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công trong tương lai. Con rất mong chúng ta qua cái tấm gương lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta có được rèn luyện được cái thói quen là về năng lượng của lòng biết ơn và yêu thương tất cả mọi người. Cô hy vọng rằng qua những lời cô giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các con cũng hiểu được cái phần nào về những cái công lao to lớn của những cái thế hệ cha anh đi trước để chúng ta có được những cái cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. Và chúng ta không quên và luôn luôn biết ơn về những cái điều mà chúng ta đã nhận được trong cái cuộc sống hiện nay. Cô rất hy vọng rằng các con sẽ gặt hái được rất nhiều điều tuyệt vời từ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, và các con sẽ có một cái cuộc sống vô cùng thành công, hạnh phúc và đầy ý nghĩa như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Xin cảm ơn các con đã lắng nghe cùng, và xin tạm biệt các con.